Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin lên sóng hai cái hàng siêu khủng. Một chiếc âm ly siêu khủng đến từ một thương hiệu Kenwood các bác. Và nếu mà em nói thật cho các bác, nếu cái chiếc âm ly này nó sở hữu cái bộ công suất này và bộ linh kiện này trên những hãng như Pioneer hay Denon hay là Onkyo các bác, hoặc là Sansui các bác nhé, thì cái chất lượng linh kiện này nó phải giá lên đến ví dụ như Onkyo nó phải tầm độ ngoài chục triệu, nhưng mà nếu mà để dính vào Sansui hay Pioneer nó phải lên đến 20 các bác nhé, khẳng định luôn. Bởi vì sao? Con âm ly này sử dụng sò MOSFET các bác ạ. Sò MOSFET, nó cái công nghệ của nó sẽ phải ngang ngửa những dòng Mahjong 8494 đó. Và cái linh kiện này thì các bác có thể thấy trên những dòng Mahjong và những dòng Lachman các bác, những con tụ tím các bác nhé và tụ nâu. Và riêng con này nó sở hữu một bộ giải mã tín hiệu lên đến 48kHz đấy các bác. Và bộ giải mã tín hiệu này các bác có thể lựa chọn giữa digital và analog các bác. Đó. Và đường cổng quang của nó đây, nguyên bộ giải mã, ba đường cổng quang và đường đồng trục các bác. Và cái đường giải mã này sử dụng toàn tụ nâu các bác, toàn linh kiện tốt. Các bác nhìn thấy không ạ? Đó. Và cái con âm ly này nó sở hữu một bộ công suất rất khủng và một cái con giải mã rất tốt, nhưng giá này thật sự các bác mua một chiếc giải mã cỏ bây giờ trên thị trường nó giảm giá khoảng 3 triệu 2 rồi, đến 3,5 triệu các bác nha, mà chưa chắc đã được con giải mã tốt. Cái con giải mã cỏ các bác chưa chắc đã hoạt động hoàn hảo, chưa chắc đã hoạt động trơn tru các bác. Nhưng con đầu con âm ly này nó sở hữu một cái bộ công suất 8 con sò MOSFET lớn các bác nha. 8 con MOSFET các bác biết, riêng sò MOSFET thì hiệu suất nó gấp 3 lần sò thường, nhưng cái chất tiếng của sò MOSFET nó đặc trưng, sạch, nổi và nó rất là bén. Với công lực mạnh này và chất âm trong trẻo như này mà thêm một bộ giải mã nữa, đúng kiểu hổ mọc thêm cánh các bác, đúng như hổ mọc thêm cánh luôn. Nhưng mà giá chất âm này giá rất tốt, nó chỉ có 7.500.000 đồng, 9010 các bác nhé. Đây là cái cuối số của dòng Kenwood. Các bác lưu ý là cứ chơi những chiếc âm ly nào mà nó là cuối số của một hãng nào đó thì cái hãng sản xuất sở tại nó các bác nhá, cái hãng mà sở tại để sản xuất ra nó các bác, thì nó sẽ trang bị những công nghệ và những cái trau chuốt nhất định và chỉ đặc trưng những dòng cao cấp nó có các bác nhá. Và riêng những chiếc âm ly cao cấp của một hãng nào đó như hãng Kenwood đơn cử đấy các bác cũng chẳng thua kém một bất kỳ một hãng nào trên thị trường các bác. Và chiếc âm ly này nó là một dòng âm ly hỗ trợ giải mã DAC 48kHz và sở hữu cả đường đồng trục ở cổng quang, đủ các cổng ngăn chơi luôn các bác, đủ các cổng ngăn chơi luôn. Và con này có một cái bass inster các bác nha, nó oánh cực kỳ lực luôn. Đặc trưng của Kenwood là tiếng bass lực rồi, nhưng mà lên đến cái con này nó sử dụng cái sò MOSFET, cái tiếng tép rất là sạch các bác, triệt để khắc, nghĩa là khắc bỏ hết, nó triệt để và nó làm mất đi hẳn những cái chất tiếng mà hơi thô và hơi tối của những con Kenwood bình thường các bác, bởi vì nó sử dụng sò MOSFET các bác ạ, tiếng rất sáng luôn. Sony G7 siêu khủng, một cặp loa siêu khủng 19 triệu đẹp như mới luôn, đẹp như xuất xưởng các bác nhá. Những cặp Sony G7 này các bác chơi vào những chiếc âm ly mà nó khủng như vậy các bác thì càng đẹp xuất sắc các bác, thì nó mới lên ra được chất âm các bác nha. Nếu G7 các bác không có những dòng ví dụ như thế là ít nhất phải 7/7, 6/7 không thể lên được, bẩn nhất phải 7/7, Mahjong 8494 các bác, hoặc là những dòng Pioneer 9800 các bác, hoặc là những dòng âm ly nó phải trên 300W công suất nguồn. Con âm ly này nó sở hữu 8 con sò MOSFET lớn và công suất nguồn cực kỳ lớn các bác nha. Đó các bác, con này mỗi một kênh của nó theo em nghiên cứu ở trên xem trên catalog các bác là mỗi kênh nó thổi ra 170W. Đây là cái công suất nguồn danh định 260W các bác nha. Nhưng con này mỗi một kênh thổi ra 170W ở trở kháng là 4 ohm dã man luôn. Đó các bác. Và 8 ohm nó thổi mỗi một kênh ra là 120W. Với cặp G7 này nó phang thì thật sự các bác không nóng luôn.
các bác lưu ý đây, những con âm ly cuối số không nóng một tí nào các bác nhá. Nếu các bác đánh G7 này mà nóng thì em tặng con âm ly luôn các bác. Nó cực kỳ khỏe, và con âm ly này các bác có thể phang được kể cả hai cặp G7 này, nó phang cho tơi tả luôn. Bởi vì là sò Mofet các bác nó rất là khỏe. Và các bác cần một chiếc âm ly khủng, chất lượng cao, âm thanh hay mà lại giá mềm, chỉ bằng một chiếc âm ly Sansui thôi, 607 các bác nhá. Giá nó chỉ có 7.500.000 đồng. Còn chưa bằng Sansui 607 KX các bác, giá chưa bằng con KX, nhưng mà cực kỳ chất các bác ạ. Giá này rất là tốt. G7 đẹp như mới các bác nhá. Những cặp loa tuyển chọn G7 như này nhà em lúc nào cũng sẵn hàng các bác. Lúc nào cũng sẵn hàng luôn. Giá 19 triệu các bác. Những cặp G7 cửa hàng em về thì toàn những cặp siêu đẹp đây các bác. Một cặp nữa phía sau đây. Bất kỳ cặp G7 nào bọn em tuyển về thì đều phải siêu đẹp hết các bác. Các bác thấy không ạ? G7 huyền thoại các bác. Nó to như cặp Tannoy các bác, cực kỳ to các bác. Đây những cặp loa siêu khủng, giá 19 triệu chưa đến 20 triệu. Anh ơi dù non sông cánh trời, xin anh đừng. Và tiếng của G7 thì chấm hết các bác nhá. Bát đánh sâu, trung sáng, chép hay. Đây một cặp loa có tố chất rất tốt và khủng long. Các bác có những căn phòng 40-50m2 đến tận 70m2 luôn, các bác bày cặp loa này vẫn rất là ok. Sở hữu một cấu hình khủng bát 40 và một trung dây lớn và một chép hoa thị. Riêng cấu hình của cặp G7 này nó là dòng gấu nhất của dòng Sony. Và lỗ thông hơi phía trước, cặp loa vừa mang tính chất bày đẹp, nghe hay. Và đặc biệt là khi các bác để trong phòng khách các bác, độ uy lực của gia chủ các bác để trong phòng khách nhìn rất uy lực luôn. Và các bác nhìn rất gấu luôn các bác ạ. Và bộ cấu hình này đúng cậu mợ luôn. Các bác có thể lấy những cặp loa những chiếc âm ly khủng để đánh vào cặp G7 này. Và ở video clip này em giới thiệu các bác một chiếc âm ly cực kỳ tốt. Ngoài ra những chiếc âm ly này các bác có thể chơi những dòng loa Bose 601, 701, hai lỗ thông hơi. Các bác kẹp hai cặp loa Bose 601 nó vẫn lệ phang ở mầm các bác nhé. Nhấn mạnh các bác luôn, cực kỳ khỏe. Nó khỏe như con đẩy các bác, rất khỏe nhưng mà nó lại tiếng lại hay các bác ạ. Và giá rất tốt, bây giờ thời điểm bây giờ các bác mua âm ly giá rất tốt luôn. Em xin kết thúc video clip tại đây. Chiếc âm ly giá 7 triệu rưỡi và cặp loa G7 giá 19 triệu. Siêu đẹp các bác nhá, tất cả những dòng G7 nhà em tuyển chọn từng cái tem luôn, siêu đẹp luôn. 100W trên một thùng G7 đó. Và các bác nghe nhạc gì nó cũng hay các bác, bát đánh sâu mềm. Đây em đang test nhạc sống ở trên điện thoại của em các bác. Các bác chỉ cần nghe nhạc sống là các bác có thể biết được độ hay của bộ này các bác. Nghe nhạc sống là các bác có thể cảm nhận được cái giải chép, giải chung nó rất là sạch sẽ nó các bác. Và nó có cái tiếng. Xin lỗi các bác, đang quay video thì có khách gọi điện qua điện thoại các bác. Và em xin giới thiệu lại bộ cấu hình này các bác. Cặp G7 này giá là 19 triệu và Kenwood DA9010 giá 7 triệu rưỡi. Một trong những cái bộ cấu hình toàn cuối số các bác nha, toàn cuối số luôn. Và em xin kết thúc video tại đây. Em sẽ test một đoạn nhạc nhẹ nhàng các bác nghe thử. Sáng như chim tung cánh, chan hoa như bướm vờ côi. Rõ ràng là khi sử dụng những chiếc sò Mofet chất lượng cao thì và linh kiện chất lượng cao thì chiếc âm ly này nó cho ra chất tiếng cao cấp các bác. Đánh trên đôi G7, đôi G7 toát ra hết phẩm chất luôn, âm thanh cao cấp các bác. Đặc trưng của tiếng cao cấp luôn. Buông khói ngây thơ, tôi kể người nghe một chuyện tâm. Đây là bẩn các bác nhé, bẩn nè. Nơi
quánh cực kỳ sâu các bác ạ. G7 đặc trưng những dòng bass 40. Một cơn gió khơi chuyện ngày qua, nhớ lúc xa xưa tôi có ngồi em tuổi đẹp trăng hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư tôi dấu đời trai vào mộng đắng chênh. Bát của anh mềm nhũn luôn, chương kèn guốc quá hay các bác. Rồi em xin kết thúc video với đến đây. Xin kính chào các bác. Các bác có thể lấy lẻ âm ly hoặc loa, hoặc các bác lấy cả bộ này. Đó, riêng bộ này thì nó có thể đáp ứng cả nghêu ngao karaoke các bác nhá. Các bác chỉ cần ghép thêm phần vang nữa thôi là hát karaoke luôn. Bao đêm làm thơ rồi đời chờ mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vẫn vô vòng gạt đêm trường, chân còn in trên đôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vòng trăng về làm trăng đến